Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Nay hai anh em đi câu đánh đơn này các bác này, đơn mấy lục. Thì nay mới sắm được cây vợt mới anh em, nhiều anh em chê quá, nay em có hàng mới nhá. Đây vợt mới, vợt to luôn, cán dài 3 mét. Đây được nghỉ mấy ngày nhưng mà đường người ta cấm ác quá anh em ạ, không đi được. Đấy, em định xuống cái ổ đánh cá trôi hôm nọ cơ nhưng mà chặn chỗ đấy rồi. Đường ra chậm rồi, các bác nhìn cán vợt dài 3 mét to và to luôn đấy. Giờ em sẽ giáp vợt trước, hôm nay giáp vợt trước. Giáp vợt trước xem con cá nào anh em nhé. Đó, ok. Anh em vợt dài kinh khủng luôn. Cái vợt này công nhận em thấy vợt cũng rẻ phết, các bạn mua trên mạng. Cái này em mua có 140.000. Đợt này là đúng cái dịp là sinh nhật của Lazada đấy. Nó sale cũng 140.000 thôi. Mà cán dài 3 mét nhỉ, rất là cứng, to luôn đấy, em thấy vợt này nó to hơn cái vợt trước của em rất là nhiều. Chỉ sợ không có cá mà xúc quay, có mà xúc này về luôn. À cái này là hầu như là bằng lốc hết anh em nhé. À chắc chắn luôn đấy. Đây các bạn nhìn nhá, to đùng luôn. Này xúc cá phê luôn. Cá lốc dài hẳn 3 mét nha. Cái này thì nó là gen xoáy anh em này. À đèn xoáy chắc chắn thật. Cái này về xúc cái loại vợt khoảng xúc loại cá khoảng 7-8 cân thì ngon. Anh em nhìn dài kinh khủng nhá, 3 mét, vật vã luôn đấy, 3 mét vật vã luôn. Này đi mấy hai anh em thì có cá to, thằng em nó hỗ trợ xúc. Có khi thu hoạch chỉ cần để khoảng 2 khúc là ok rồi, là đây ra cần anh em nhé. Thì hôm nay em mới làm thêm một quả cây Shimano, em đánh đơn Shimano, em đánh nữa đơn xong rồi một lát nữa em sẽ thổ câu cả lục luôn, này chơi đa thể loại. Còn anh cắm một con thôi. Đây khởi màn là đánh ít rofi anh em này. Đây, đây là thằng em có lùi được một ít run, thế này khởi màn ít rofi câu nó đã rồi. Tí em mới thảo ổ xong rồi đánh lục, này bắt là ít rofi trước đã. Dùn to này, câu phê này. Chơi hai lưỡi luôn anh em nhé. Hai lưỡi chắc ăn, lưỡi này em chơi lưỡi hơi to. Tí em đánh cả mồi ủ luôn, bắt chép. Như rô phi giật cũng không thích lắm. Đấy, lâu lắm này, này câu đơn. Ngắm phao tí cho phê anh em nhé, đổi gió đi. Cá cắn. Nhìn cá cắn đánh nồi. Ây rồi, úi dồi, ây rồi, úi dồi, con gì đấy? À, úi xa. À, rô phi. Rô phi đạt. Úi xa. Em mắc, cá mắc cần. Em lấy à? Ấy, cứ để anh gong. Mày nay anh có vợt. Hôm nay khai trương vợt mới anh em. Úi xa. Lại vợt mặt anh tối rồi. Úi dồi, úi dồi, wow, con này to luôn, úi dồi. To lôi sướng hẳn. Úi xa, úi xa. Còng tít cần. Úi ui. Ôi ui. Ôi ui. Phê con này phê. Ui. Ui kì quá thật. Đúng là thủ phì đóng vào mồm quá thật đấy. Đau à, chưa dính hết nữa đâu nhá. Vào. Ui ui. Có mùi thính anh nhỉ? Ôi con này nó ăn vào mùi thính chứ không ăn run. Con ăn nó mồi ủ anh em ạ. Ăn mồi ủ chứ không phải ăn run. Bố vào dọa con nhờ cái này con xong cái vật mới này. Đem mấy ủa, con này khỏe quá. Đem mấy không? Đem mày vớt anh, con này khỏe quá. Cần đơn. Cần đơn nó mềm. Ôi. Thấy chưa, em bảo rồi con này không ăn thua gì. Ngon. Đấy luôn. Từ luôn anh em này. Cần con này. Đấy, anh em này cần. Ôi xa, cần đơn phê quá. Này con này run run không ăn, em vừa ấy bóp hai lưỡi, một lưỡi dưới là mồi ủ, lưỡi trên là run anh em. Con này ăn đúng mồi ủ luôn, run còn phê quá. Ôi ôi ô phê bự luôn, cứ một lâu cảm giác là nồi cá cần tay phê thật đấy. À, gỡ cái lưỡi mắc vào vợt, khai trương vợt mới anh em ơi. Wow. Khai trương vợt mới anh em ơi. Ủa, to lên mình nhỉ.
các bác nhìn này, ui là trường vượt mới. Kể cái này mà ấy à, một con này quả quá. Wow, rô phi to thật đấy. Các bác nhìn mặt bàn tay của em này, to chưa? Cho bác ơi, chiêm ngưỡng nhá. Ôi, anh em nhìn phê chưa? Phê tít to là tôi nổ mù. Đấy con rồi. Đấy con nhìn này, để góc rộng các bác xem. Cá đã đời chưa? Mỏng mình, con này mỏng mình, tươi lắm. Con đầu tiên này, ngon quá. Đó, các bác câu ấy sướng không? Em đang tính là câu một là mồi giun với lại một mồi ủ. Thì em để mồi giun là để bắt hồ phi. Mồi ủ đóng cháp. Con kia sao lại đóng? Nó chơi ngày mồi ủ chứ không chơi giun. Đấy các bác thấy không? Mồi ủ là câu rất là hay. Ngay được thằng em nó nuôi ít giun nên là em mang đi câu không, em chẳng có giun một câu. Chỗ em là cuốc có được giun đâu mà. Về lắm bác ạ. Mai em đi quốc. Mai em đi quốc. Mai em có một tổ đi đây. Không đấy. Anh giờ đi làm suốt chứ không thời gian mà ở quốc. Nói thì anh cá ăn mồi ủ thôi thôi. Này, ăn mồi ủ đi. Xuống tươi phết mà con này không ăn. Sao, cắn à? Hơi dài. Đẩy nuôi cái cần của mày đau tí mắc rồi. Cần anh nó cắn thì nó rêu á, nóng mà mắc. Cắn. Lì mặt nước anh xem nào. Nó chú dọc dọc vậy anh đặt vào này. Đóng rồi. Úi giời, hàng to. Úi giời, nó khổ khổ quá. Hàng khổ. Thì bự đấy, ô còn là to quá. Qua lại, xong rồi. Xong rồi. Úi giời. Úi giời. Đẹp. Ý, cầu phải như anh mày chứ. Các bác này. Có nhìn thấy hàng đẹp không? Mồm to như là chân châu. Nhà em nhìn thế này, hàng đẹp chưa? Mồm to phải biết luôn. Úi giời. Thế này nó mới là cá chứ. Đặt đây. Cái tội là cá gầy quá bác ạ. Cá này không ăn uống là cái gì gầy quá. Trò dậy. Em tưởng anh bỏ rồi. Chưa bỏ. Thế anh mới cho nó dậy. Con này nó cắm vào người nó hơi đau đấy. Một cá rô phi nó nuôi xuống rồi. Bốn thằng nó đau rồi thôi. Ô, phê quá anh em. Ui đái, ui đái. Phê quá anh em, mày cá rô phi bự chưa? Tí lại mất bây giờ. Tí lại mất hết hơi. Rồi. Đây các bạn nhìn cá đẹp chưa?
Nó gọi cá này gầy quá nha. Gầy nhưng mà ngon. Gầy nhưng mà ngon mà chắc thịt anh em ạ. Rồi được thêm con nữa cho túi nhá. Đấy là em được hai con to thằng kia. Kìa, mỗi một con anh con. Chết rõ rồi các bác này. Trước khi xuống nó còn nick vào tay một cái xoạc chảy máu rồi. Nhức thế. Cái gai của phi nó đánh vào phát là nhức quá các bạn. Đó. Con này nó vừa cắn phát rồi luôn. Chưa nó mồi á. Này, đồ cũng thử cái này. Còn tí mồi nó vẫn ăn ấy. Cái phao đi anh con này. Cá đang đi phao. Đây rồi. Úi giời. Bự luôn. Úi giời. À, đúng rồi. Úi giời. Cần em cá cắm cái cần con nhỉ. Con cá cắn. Ủa. Bay lên bờ ăn cả. 6H của tao cậu mày hẳn lên bờ luôn đấy. Rồi, 6H của em cậu ha, rô phi bờ. Bự chưa? Rô phi chả bá này. Mồm to như này. Con này cầm cẩn thận là cắm gai đầu lắm. Ôi, phê. Tiếp tục chọn rõ. Rô phi bắn một xuống. Đã quá anh em ơi. Câu rô phi đã quá anh em ơi. Sướng sướng. Mày nắm thế thì vào chỗ của anh thôi. Thôi. Vất nó cứ thẳng ra ngoài đầu này. Đấy, anh em nhé. Cứ một nick một run một ổ này. Run thì bắt rô phi hoặc là run thì trả chỉ rô phi. Còn đâu ổ thì bắt cả chép luôn rô phi. Mồi ủ em ấy đa thể loại bắt được nhiều loại cá. Nhưng cái nhược điểm của mồi ủ là câu đơn đấy vì các con nó hành thì khó giật được cá các bạn. Này có bột mì nhá. Ủ em ơi, có bột mì đấy. Đấy. Đấy cắn đấy. Đấy cứ đắp nuôi nuôi hẳn ra ngoài nó mắc dây tí rồi xoắn xít vào nhau. Cứ đưa hẳn ở đâu ra ngoài. Xoắn hết vào nhau khổ. Thôi khiếp vào lên sợ. Sao con nào nó ngoạm hết đấy rồi. Nó ngoạm phát nó lưỡi nó phải chừa ra đấy. Đống cần tay cảm giác về phết đấy. Đấy sợ úi giời. Cứ cho ăn đấy. Úi giời. Đóng ngay. Úi con này to, con này to. Úi con này to. Úi hai con. Úi giời nhà mà hai con. Úi con hai con. Đã quá. Hai chú. chào bá. Ui giời ơi. Ui nhà mà chào bá này. Về chưa các bác này. Một con thì đóng thẳng mồm vào mồm, con này đóng thẳng mồm, con này đóng từ ngoài đóng vào. Sướng quá. Rồi con rô phi đã thật đấy. Rồi, này không có cái kể là có cái phần vải gỡ đỡ cắm vào tay. Này trơn nó phật vào tay chết dở. À, chú ơi bình tĩnh đợi anh. Không phải dậy. Ui, con này to hết. Ui, có ba, cầu thủ phi sướng chưa. Giật phát bực cái tay. Đào tạm này ạ. Gỡ ơn này trước. Úi giời. Cho con này vào đỏ luôn. Ừ, cho cái đấy vào đỏ anh. Đấy. Mày đi thằng em có người tương trợ cầu sướng hẳn anh em. Đấy, có người tương trợ cầu sướng hẳn. Ôi, con rô phi đấy, rô phi đấy, được, con rô phi đấy mới đọc em ơi.
Anh không phải mày rồi, con này đỏ lắm. Úi giời, rụt phí đẹp đấy. Úi xời. Úi xời, nhầm nhiều. Con này không đỏ rồi. Úi giời, không mất, vớt vớt đấy, đây nó mới vớt tiếng rồi. Mày nó đứt dây. Không đứt được, không ra rồi. Con này không ra rồi. Ui các bác, các bác. Ui nhà thằng này cồn được phi bụi chưa? Không, không mất, không mất, không mất, không mất. Mày, ui mày, vớt vớt đâu. Ui giời. Nhà mình cần con của nó này. Ui giời. Đấy vẫn còn nhưng mà nó bị mắc rồi, nó bị mắc rồi. Vớt này, nhanh, mất. Ui giời, các bác nhìn rồi. Kinh khủng chưa, rụt phi bụi chưa? Móc qua đấy rồi, nó rớt rồi. Đấy, đấy. Mở này. Ý giời. Quả vật huyền thoại của anh này chỉ đóng phục vị nhá. Quả vật hơi to so với nhất hẳn em. Nhất hẳn. Móc cái gì đấy, móc cỏ. Móc cỏ. Ây giời. Rồi kìa, rớt lên rồi. Ôi gọi đấy. Gỡ. Ui, các bạn nhìn này, nào con cá bự đấy. Kéo ngã, kéo ngã. Xài, cô đồ phí này sướng nhỉ. Đi cô đồ phí vẫn là phế nhất. Con này ra rồi không nhỉ? Ui, con này móc sâu lắm. Con này móc sâu quá các bạn này. Ui xài, rồi. À, phải góc rộng anh em xem, cá. Úi giời ơi, hộp phí bự. Móc sâu lắm. Đấy, em xem một cái tầm bên trong thôi. Ờ rồi, ok. Rõ, ok. Rõ. Cho bác chìm nữa nhá, hộp phí bự luôn. Đấy, cổ vậy mới sướng nhá. Tình văn của em cắm đầu vậy, không buồn. Rửa ra, ok các bác nhá. À. Quá đẹp cho cô tình. Quá đẹp cho cô tình anh em này. Đóng đầu đóng đuôi. Rô phí của tổ. Đóng đầu đóng đuôi. Đẹp quá. Đẹp quá các bạn ạ. Wow. Đồ kia này mắc phê luôn á. Em giết con này. Mặt bé ra. Thank you.
chết. Con này càng càng lát càng càng con này đúng đầu. Ôi chị không ơi, con này con này ấy à. Thêm một hàng nữa anh em ơi. Rồi, phi anh em nhìn phi mự chưa? Chào bá chưa? Quá đẹp luôn. Quá tươi trong một cuộc tình. Ôi. Nhưng con đồ phi này rán ăn phê thôi rồi các bác ạ. Quá đẹp. Lại thêm chú nó đóng giỏ anh em nhé. Ăn tí anh mà chưa đói. Đang giật cà phê chưa đói. Đóng 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 tỉa mồi hơi rai. Ôi giời. Ủa giời. Còn phút sợ êm chúng tôi nên quá sợ êm chúng tôi nên ba thì lên còn sợ êm chúng tôi làm gì có mệt à. À trói gai xuống. Cho cái gai xuống. Cắm vào tay ra bây giờ. Cái giường hùng, giường bá này. Sống này phải không em? Anh không biết. Anh à, nghe hát theo cũng không biết tên bài hát mà. Bỏ tay anh. Đấy, cầu cáo lành xuống. Các cửa là già động này. Giờ em thích cướp rồi, không còn cái tầm này. Nè. Có con cướp không?
chắc là con chọc cá này. Lại em gặp đi. Câu phi này câu nhiều nhựa đó, đúng không? Nhựa mồi nó không ai đấy. Vít ngay. Em bị sợ cái chỗ mà nó vít ngay. Ôi giời. Chạy đâu xuống rồi. Ôi giời. Ôi giời. Chạy. Lên mà. Ôi giời. Vừa chọn. Nói thêm em nữa các bác nhé. Có hàng lên luôn này anh em này. Có thấy cần em câu quả cần siêu lô kinh không? 6 hắt giật phát con cá nhấc bổng phát lên bờ luôn. Đấy, kể cả to hơn cũng lên bờ luôn, một phát lên ngay. 6 hắt đánh sướng hẳn. Em định làm cây 8 hắt cơ, nhưng mà 8 hắt thì nhiều báo bảo nó cứng quá. Nó cứng quá thì câu nó giật nó không có cảm giác mấy. Thì công nhận là thấy 6 hắt nó cứng đờ này, nó 8 hắt nó thì kinh. Quá sợ. Được em nữa. Quá đẹp trong cuộc tình các bác ạ. Một phát lên bờ anh em thấy kinh không? 6H nó phải đẳng cấp thế. Hay đấy. À, lại một chú bự bự anh em này. Nếu mình dễ không đi đâu mà vội mà vàng. Câu đô phi mắc phê luôn. Tao là hơi nhạy chứ. Em không cùng như vào cái chỗ kia đâu. Con này tốt. Câu sướng quá. Cái mảnh cắt này để cho cung ấy hai thằng lên phát, hai thằng lên phát. Úi giời, úi con này to này rồi. Được. Đẹp đẹp thằng đẹp luôn. 6 hạt này đẹp rồi. Nhầm nhỉ, về chưa? Cổ cá này mới sướng nhỉ. Nhỉ rồi. Mật chờ là cái chú này không bằng anh rồi. À, cái này có giờ phải cầm cái gì chắc trong tay này đánh dễ mất tay lắm. Cầm cá rô phi nó dễ trượt thì mất tay không ạ? Đó thì mắc mồm này chắc ăn. Em mình phê chưa? Đó. Các bác nhìn này, câu kéo này nó phải sướng như các bác nhỉ. Đấy, rô phi bự chưa, đánh gần tay phê thật. Mà tí em vẫn phải chuyển sang nục đánh cho nó căng căng cướp. Nên là có cá ăn chống dịch thì các bác ạ. Anh em trên Hà Nội giờ này chắc đang rất là non nắng. Ăn gì đấy, bỏ lũi đâu cần đó mà để chuối kia thì anh cầu sao được. Cứ tranh cái vị trí ngon này, tải. Cứ tranh cái vị trí ngon của em này. Đấy. Đấy. Không cố ý nhá. Đó chiều nào mới chiều đó. Nhưng mà em phải nói các bác là cần cứng này mà cá kéo quá to thì nó cũng phê thật đấy. Cái cần nó kiểu nó dẻo quá thì mình kéo con cá nó không lên được, mà cá con dễ nó kiểu nó eo eo gì. Cần này đánh hay đấy. Vậy em đánh lục quen rồi, đánh lục quen này thì nó có độ cứng, nó giật cá nó sướng thì sướng tay quen này. Là đánh cần này nó rất là đầm tay và hợp lý. Cần đơn là cứng. Nhá.
Cần này em chỉ đi mua nhá. Đấy, cần mày cắn này kìa. Lích. Cụ lại đi chân lạnh toát này đấy. Ôi thế mà trượt. Vấn đề là vừa gần tay hơi run run. Mày mày ra để anh cho con này. Rồi, anh cứ anh... Để anh cho nó đi chân lạnh toát này. Nên anh em nhìn nó tỉa. Chú bắt nạt anh em đúng không? Ừ. Nó bắt nạt chú rồi, không bắt nạt anh. Thế à? Mà nhìn quả này đi nên là chân lạnh toát luôn này. Em tin quả này anh hút. Rồi. Nếu nói thế nó không cắn nữa. Lần nào em mà bắt thử quả cần này đi xuống này khản tiếng ấy nhỉ. Đi xuống đây kia đánh chép thử xem. À đấy đấy, đấy đấy. Úi giời, úi giời, úi giời quá nhỉ, nó rằm. Nó rằm, úi giời, nó rằm. Nó rằm. Ôi giời, nó rằm phê quá. Ô. Dậy mới trúng tồi. Xin lỗi bạn đây. Đây, hàng đây anh em này. Hàng dậy, ô con này ăn sâu quá. Con này ăn hơi sâu sau khi định. Ủa, làm tít trong mồm này. Cắt chim phải mất tay. Mất tay. Ồ, ăn này hỏng rồi, nó cắt lưỡi. Ăn gì bắn xấu thế em? Ăn vừa vừa anh hóc. Hóc. Ui, thế mất à? Chết dở con này ăn xấu quá các bạn. Thôi anh ơi, anh lên trên ngọn em chơi đây. Thôi, để cắt dây anh em nhé. Úi xa anh em này. Hàng hàng. Đấy, được rồi. Bằng nhau. Con này to lốt hơi sâu. Để cá to sớm thật đấy. Rất sâu quá. À, rồi rồi. Úi xa. Đẹp trai. Đẹp trai, đẹp trai. Gì ấy, làm gì ấy. Dậy mà chúng tôi này, anh em nhìn này, dậy. Cá này, quấy phê chứ. Ô phê đấy, loay 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 loay. Quá đã cho một cục kìa. Ôi ôi, ấy rồi, ấy rồi. Hết cả về đây anh em ơi, hôm nay câu này là nhòe này, ăn cả tháng rô phi chống Covid. Anh em câu rất nhiều anh em ơi. Này hai anh em câu một đống rô phi luôn. Toàn con cũng là khủng bố thôi. Kéo rách nhá, nhấc bổng hẳn lên nó cọ rách ấy. À nhiều lắm, em nâng đến nâng anh cái đít. Đi chân chân ấy, không nâng anh cái đít lên để. Trời ơi, còn lại đi chân ấy rồi. Ừ, nâng anh cái đít lên để nó đỡ cọ nó rách mất. Túi này cũng túi đẻo 70.000 nha. Này rất nhiều đồ phi anh em ạ. Ôi trời, nhòe luôn. Ô,
Ui à, ui rồi. Này phải chục cân các bác. À, túi ở dưới ống tay. Anh em nhìn này, chục cân rô phi. Toàn cá rô phi bự đây, mang về chăn chúng đồ Covid anh em nhé. Rồi, anh em thấy video của em hay hãy like share ủng hộ nhé. Anh em tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Thank you, hẹn gặp lại.